Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Nam Loan Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo và bung file Ghost với phần mềm OneCeyGhost để đề phòng máy tính bị lỗi. Như các bạn đã biết, OneCeyGhost thực sự hữu ích cho những bạn biết về máy tính không cần phải thao tác nhiều như sử dụng các công cụ cứu hộ khác. File Ghost có tác dụng mà khi máy bị lỗi thì chúng ta chỉ cần bung file Ghost thì sẽ khắc phục được những cái lỗi gặp phải. Nhưng nhược điểm của nó là nếu máy tính của bạn đã bị lỗi không thể khởi động vào Windows thì không thể sử dụng được. Thứ nhất, tạo file Ghost với OneCeyGhost. Bước 1, các bạn mở phần mềm OneCeyGhost lên, bấm chọn vào tab Backup. Tại đây bấm vào Advanced để mở rộng các tùy chọn. Sau đó nhấn vào phân vùng cần backup là phân vùng chứa hệ điều hành ở trong, ví dụ này đó là phân vùng ổ C. Bước tiếp tục bấm vào ổ Server để chọn nơi lưu trữ bản Ghost. Bạn chọn lưu bản Ghost ở ổ khác với ổ chứa hệ điều hành. Sau đó điền tên bản Ghost vào và nhấn Server. Tiếp theo bạn nên chọn chế độ nén cao nhất, đó là 2x để dung lượng file Ghost là nhỏ nhất. Các mục khác, nếu các bạn muốn đặt mật khẩu cho file Ghost thì bấm vào ô password, sau đó gõ mật khẩu vào. Hoặc nếu muốn chia nhỏ file Ghost ra thành nhiều file để chia sẻ thì chọn chữ no speed, sau đó nhấn vào mũi tên thả xuống và chọn dung lượng bạn muốn chia nhỏ. Cuối cùng nhấn yes để chương trình bắt đầu quá trình tạo file Ghost. Một cửa sổ hiện ra yêu cầu phải khởi động lại máy để quá trình tạo file Ghost được bắt đầu. Quá trình này sẽ được tạo hoàn toàn tự động. Các bạn vui lòng đợi một lát để cho file Ghost được tạo. Trong ví dụ này mình sẽ tua nhanh lên. Tiếp theo mở nơi lưu file Ghost để kiểm tra xem file Ghost đã được tạo thành công hay không. Như vậy là đã thành công. Cách tiếp theo là bung file Ghost bằng OneCeyGhost. Cũng tương tự, các bạn mở phần mềm OneCeyGhost lên, sau đó bấm vào tab Redstone, sau đó nhấn vào chữ Open ở mục Ghost Image File để chọn tới nơi chứa file Ghost. Lưu ý file Ghost phải để ở phân vùng khác với phân vùng cài Win. Nếu các bạn cài Win ở phân vùng ổ C thì file Ghost phải để ở phân vùng D hoặc E. Tiếp theo chọn phân vùng muốn Ghost. Ở trong ví dụ này mình cài Win trên ổ C nên mình sẽ chọn vào ổ C. Cuối cùng nhấn Yes để quá trình Ghost. Nó sẽ hiện ra một cảnh báo là sẽ mất hết dữ liệu ở ổ bạn sẽ Ghost. Bạn nhấn Yes để tiếp tục thực hiện. Quá trình Ghost hoàn toàn tự động, máy sẽ khởi động lại và các bạn vui lòng đợi để cho quá trình bung file Ghost được hoàn thành. Trong ví dụ này mình sẽ tua nhanh lên. Như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách tạo và bung file Ghost. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất được đăng tải. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.